Chào mừng quý vị đã đến với bản tin tối nay. Trước hết sẽ là phần đầu với những nội dung chính sau đây. Bộ Xây dựng đề xuất không chứng minh thu nhập đối tượng vay gói 30.000 tỷ đồng. Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam có xu hướng tăng trong quý đầu năm 2015. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Ngân hàng Thế giới cảnh báo nợ công Việt Nam đã lên mức 110 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo cảnh báo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới vừa công bố ngày 20 tháng 7, nợ công Việt Nam đã lên đến 110 tỷ đô la Mỹ, chỉ riêng khoản chi trả lãi vay đã lên mức 7,2% tổng chi ngân sách. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cảnh báo tình trạng mất cân đối trong thu chi ngân sách của Việt Nam kéo dài trong bối cảnh nợ công của Việt Nam đang gia tăng cao. Tính đến cuối năm 2014, tổng nợ công của Việt Nam ước tính lên mức 2,35 triệu tỷ đồng, tương đương 110 tỷ đô la Mỹ, tỷ trọng nợ công so với GDP tăng nhanh. Các khoản nợ này gồm nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của các địa phương. Nếu như năm 2011, tỷ trọng nợ công so với GDP ở mức 50%, đến năm 2014, tỷ trọng này lên mức 59,6%. Theo dự báo của Bộ Tài chính, tổng dư nợ công có thể đạt mức đỉnh là gần 65% GDP vào cuối năm 2017 và sẽ giảm dần về sau do thực hiện giảm chi tiêu của chính phủ. Theo Ngân hàng Thế giới, về phần chi phí thanh toán nợ có thể tạo thêm gánh nặng lên ngân sách. Khoản chi này đến năm 2014 đã chiếm gần 26% tổng thu ngân sách. Riêng chi trả lãi vay hiện chiếm gần 7,2% chi ngân sách. Đây là áp lực cho các khoản chi tiêu khác. Trong đề nghị vừa gửi Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai cho vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng đề xuất các đối tượng vay gói hỗ trợ này không cần phải chứng minh thu nhập. Theo Bộ Xây dựng, các đối tượng được vay gói 30.000 tỷ hiện nay là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, người đã được nghỉ lao động theo các chế độ, người lao động tự do, kinh doanh cá thể có khó khăn về nhà ở. Các căn hộ được mua là nhà thương mại có diện tích dưới 70m² và có giá bán dưới 15 triệu đồng một mét vuông, hoặc có tổng trị giá hợp đồng mua bán dưới 1 tỷ đồng. Các nhóm đối tượng trên không được hưởng nhiều ưu đãi như những người được hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội. Do đó, các đối tượng này chỉ cần đơn vị nơi công tác hoặc chính quyền địa phương xác nhận về tình trạng nhà ở, không phải xác nhận về tình trạng thu nhập, chứng minh thu nhập. Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được tung ra từ đầu tháng 6 năm 2013 với mục đích hỗ trợ người thu nhập thấp vay mua nhà ở giá rẻ. Lãi suất cho vay áp dụng cho chương trình này tối đa là 5% một năm, thời hạn cho vay tối đa là 15 năm đối với khách hàng cá nhân. Nhưng theo Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 5 năm nay, tốc độ giải ngân của gói tín dụng này mới đạt hơn 25%. Một trong những nguyên nhân khiến tốc độ giải ngân chậm là do thủ tục đối với người đi vay còn khá phức tạp. Thưa quý vị, các ngân hàng chỉ được mua nợ khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoạt động mua nợ tại giấy phép và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được duyệt. Đây là một trong những nội dung của thông tư quy định hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Trường hợp bán nợ, các ngân hàng không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước. Thông tư cũng quy định bên bán nợ không được mua lại các khoản nợ đã bán. Ngân hàng không được bán nợ cho các công ty con của chính ngân hàng mình, trừ trường hợp bán nợ và khai thác tài sản của chính ngân hàng mẹ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Công ty mua bán nợ và khai thác tài sản là công ty con của ngân hàng chỉ được mua nợ khi ngân hàng, hay nói cách khác là công ty mẹ có nợ xấu dưới 3%. Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2015. Xin chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Theo bản tin cập nhật thị trường lao động quý 1 năm nay của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng mạnh, đáng chú ý, nhóm lao động có trình độ cao đẳng có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, còn lao động không có bằng cấp lại có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Theo tổng kết tại bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 1 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ mức 2,05% hồi quý 4 năm ngoái lên mức 2,43% vào quý 1 năm nay. Điểm đáng chú ý là lao động trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, lần lượt là 7,2% và 6,69%. Tỷ lệ người thất nghiệp có trình độ đại học và trên đại học cũng tăng lên so với các báo cáo trước đây, tương ứng gần 4% tổng số người thất nghiệp ở trình độ này, với 177,7 ngàn người, tăng đến 7,3% so với quý cuối năm ngoái. Đây đa số là những lao động mới tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học. Số lao động thiếu việc làm, tức có số giờ làm việc dưới 35 tiếng một tuần, là 1,13 triệu người.
Trong khi đó, những lao động không có bằng cấp, chứng chỉ thì tỷ lệ thất nghiệp lại thấp nhất. Thưa quý vị, theo khảo sát do ngân hàng HSBC mới công bố, người Việt Nam dành ra khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho con đi du học ở nước ngoài. Số tiền này tương đương khoảng 1% GDP năm 2013. Khảo sát do ngân hàng HSBC mới công bố cho thấy, phụ huynh Việt Nam đặc biệt coi trọng và sẵn sàng chi trả một khoản tiền khá lớn cho việc học ở nước ngoài của con cái. Vào năm 2013, có khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ đã được chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến du học, chiếm khoảng 1% GDP. Cũng vào năm 2013, Việt Nam có khoảng 125.000 sinh viên du học ở nước ngoài, tăng 15% so với năm 2012. Đây là mức tăng nhảy vọt kể từ giai đoạn 2008-2009. Về môi trường học tập, sinh viên Việt Nam đánh giá cao nền giáo dục của Mỹ và xứng đáng với khoản đầu tư lớn. Tuy nhiên, chi phí cũng chính là rào cản lớn hạn chế một lượng lớn sinh viên Việt Nam theo đuổi cơ hội du học tại Mỹ. Thưa quý vị, Tổng cục Thuế vừa phê duyệt đề án thí điểm khai thuế, nộp thuế điện tử với cá nhân nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy, nhà đất, chuyển nhượng bất động sản và cho thuê nhà. Theo đó, năm 2015 sẽ triển khai nộp thuế điện tử đối với 3 nhóm: lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy, các hoạt động cho thuê nhà và chuyển nhượng bất động sản. Cá nhân khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy, chuyển nhượng bất động sản, cho thuê tài sản, đại lý bán xe máy ô tô khai thay cá nhân sẽ thực hiện khai và nộp thuế điện tử dưới các hình thức như Internet Banking, thẻ ngân hàng như Visa, Mastercard, ví điện tử và thẻ điện thoại. Năm 2016, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục áp dụng thí điểm nộp thuế trực tuyến với cá nhân, hộ kinh doanh tại các địa phương có cơ sở hạ tầng mạng tốt như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và cũng như những tiêu cực trong quá trình thu thuế. Và đến với chuyên mục Mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 22.000. Đây là số loại mỹ phẩm đang lưu hành trên thị trường có chứa 5 loại dẫn chất của paraben sẽ ngừng lưu hành từ ngày 30 tháng 7 tới. Theo các chuyên gia, các chất này có tính chất kháng khuẩn và kháng nấm nên thường được dùng làm chất bảo quản trong nhiều loại dược và mỹ phẩm. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng các chất này gây ra ung thư vú ở phụ nữ và vô sinh ở nam giới. Tiếp theo sau là những thông tin nổi bật sau đây. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua đề xuất xây dựng 2 tuyến vận tải hành khách trên sông. Nhiều tranh luận xung quanh dự thảo nghị định hướng dẫn quy định cho người nước ngoài sở hữu nhà.